Anh chị sẽ nhiệt tình chờ đợi để giao lưu và cổ vũ cho ca sĩ. Niềm chờ đợi là hạnh phúc để chị ca sĩ có lòng tự tin và thỏa mãn cháy bỏng niềm đam mê ca hát buổi giao lưu cùng anh chị em. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Và câu lạc bộ trên tình bạn ba luôn chào đón anh chị. Anh chị muốn vào câu lạc bộ giao lưu ca hát, cứ tự nhiên vào câu lạc bộ luôn, giang tay chào đón anh chị.